bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tiêu Chiến và Dương Tử bị bại lộ bí mật động trời sau thời gian giấu kín. Tiêu Chiến hiện đang là cái tên hot của showbiz sau khi dự án chiếu Song Đài của anh Vùng Biển Trong Mơ lên sóng. Không chỉ liên tiếp lập kỷ lục về rating mà các chủ đề liên quan tới phim cũng được dân tình bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Trong tập mới nhất của Vùng Biển Trong Mơ, cạnh Tiêu Chiến chăm sóc cậu con trai giúp đồng nghiệp đã gây ra một cuộc thảo luận lớn trên Internet. Sự nhẹ nhàng, chu đáo cùng ánh mắt dịu dàng khi Tiêu Chiến nhìn cậu bé giống hệt như một người cha đích thực dõi theo đứa con của mình đã khiến dân tình gần như độ gục, dành cho anh nhiều tán thưởng vì khả năng diễn xuất tốt. Chưa kể, một số dân tình cho rằng do trước kia Tiêu Chiến đã từng hóa thân vào vai một ông bố trong bộ Dư Sinh Xin Chị Giáo nhiều hơn, hợp tác cùng Dương Tử, nên rõ ràng cảnh diện này ở Vùng Biển Trong Mơ không thể làm khó được anh. Kể từ khi Vùng Biển Trong Mơ ấy lên sóng, bộ phim Công Tố của Địch Lệ Nhiệt Ba giống như tàng hình, rating phim chạm đáy, nhan sắc, diễn xuất của nàng mỹ nữ Tân Cương không được lòng người xem, thậm chí bộ phim còn chẳng có nhiều bài viết bàn luận về nội dung. Có nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm chính kịch truyền hình của Địch Lệ Nhiệt Ba đã thất bại. Tuy thắng áp đảo trên đường đua rating với Địch Lệ Nhiệt Ba, thế nhưng Tiêu Chiến lại bị nhận xét là thua đau trước Bạch Lộc. Nguyên nhân là bởi mới đây bộ phim Ngọc Cốt Giao do chàng mỹ nam 9X đóng chính đã cán mốc 5 triệu lượt đặt xem trước. Thế nhưng trước đó khoảng nửa tháng, Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc cũng đã đạt được thành tích này. Có ý kiến cho rằng Ngọc Cốt Giao của Tiêu Chiến rõ ràng quay xong trước Ninh An Như Mộng, nhưng thành tích lại không theo kịp. Tiêu Chiến mang danh định lưu lượng lại không thể đấu nổi một tiểu hoa đăng lên như Bạch Lộc. Cũng có ý kiến bày tỏ, sức hút của các dự án phim do Bạch Lộc đóng chính luôn rất tốt. Trước đó Trường Nguyệt Tận Minh cũng cán mốc 5 triệu lượt hẹn xem trước khi lên sóng. Tuy nhiên một bộ phận dân mạng cho rằng Ninh An Như Mộng có thể chạm mốc 5 triệu lượt hẹn xem trước nhanh như vậy là vì thời điểm đó phim đã được xếp lịch chiếu. Trong khi đó Ngọc Cốt Giao của Tiêu Chiến đến nay vẫn im hơi lặng tiếng, không có dấu hiệu được lên sóng. Tiêu Chiến là một diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc. Anh bắt đầu bước chân vào làng giải trí khi tham gia chương trình Sống Còn Thần Tượng X5 và ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc X9. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2016 và kể từ đó đã giành được sự chú ý rộng rãi với các bộ phim truyền hình của mình, bao gồm Trần Tình Lệnh năm 2019, Khánh Dư Niên năm 2019, Làng Điện Hạ năm 2020 và Đấu La Đại Lục năm 2021. Nhiều năm trôi qua, dễ dàng nhận ra diễn xuất của Tiêu Chiến đã được cải thiện tương đối đáng kể, nét diễn cũng có hồn và cảm xúc hơn trước, đó chính là cả một sự nỗ lực, cố gắng mà không ai có thể phủ nhận. Ngoài Vùng Biển Trong Mơ, Ngọc Cốt Giao do Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn, chủ diễn có khả năng cũng ra mắt khán giả trong hè năm 2023. Vừa qua, dự án trọng điểm Nhà Tên Sơn đã chính thức qua hệ kiểm duyệt, lấy được giấy phép lên sóng, dự kiến sẽ làm nên chuyện lớn, hấp dẫn không kém Trần Tình Lệnh. Sau cơn sốt Trần Tình Lệnh, sự nghiệp và danh tiếng của Tiêu Chiến lên như diều gặp gió, trở thành định lưu hàng đầu showbiz với lượng fan vô cùng đông đảo, thậm chí ngay tới cả những người qua đường cũng có hảo cảm nhất định dành cho mỹ nam này. Theo lời kể lại của một diễn viên quần chúng phim Vùng Biển Trong Mơ ấy, Tiêu Chiến là một người thân thiện và kính nghiệp, hết mình vì nghệ thuật. Ngoài ra, cũng theo truyền thông đưa tin, những người quen biết Tiêu Chiến đều dành cho anh nhiều lời khen có cánh vì kỹ năng, thích ứng và định hình vai diễn của sao nam Trần Tình Lệnh khá tốt, không hề làm chậm trễ tiến độ quay của đoàn phim. Chưa dừng lại ở thái độ và nhân cách mà ngoại hình của Tiêu Chiến cũng rất được lòng những người yêu thích cái đẹp. Từng có một blogger đăng bài thẳng thừng tuyên bố Tiêu Chiến là một mỹ nam chiến hiệu, miệng chê trong làng giải trí hoa ngữ. Tiêu Chiến vốn ra mắt với tư cách là idol, thành viên nhóm nhạc X9, sau đó chuyển hướng sang phim ảnh, là diễn viên tay ngang nên việc anh bị chê bai về diễn xuất hoàn toàn dễ hiểu. Song càng diễn, anh lại càng cho khán giả thấy sự tiến bộ vượt bậc của mình. Đó có lẽ cũng là lý do vì sao mà Tiêu Chiến nhận được nhiều tình thương từ khán giả đến vậy.